Nó có cảm giác rất là đầm chắc. Sau khi lên ngồi trong xe thì cái không gian từ bên ngoài, cái độ ồn bên ngoài là nó cải thiện rất nhiều Khác so sao? với cái lúc trước anh chưa cách âm. Muốn xin những cảm nhận của anh và chia sẻ của anh sau khi mà dán cách âm chống ồn RIP tại Pro Tools thì anh đi xe như này anh có cảm nhận như thế nào, có thấy sự thay đổi về nó của nó không ạ? Cái cảm nhận của anh đầu tiên là cái đóng cửa là anh cũng thấy nó rất là chắc, nó có cảm giác rất là đầm chắc. Sau khi lên ngồi trong xe thì cái không gian từ bên ngoài, cái độ ồn bên ngoài cải thiện rất nhiều so với cái lúc trước anh chưa cách âm. Nói chung là nó về cách âm, về cái vọng bánh xe lên này, rồi cánh cửa với cách âm bên ngoài thì anh thấy nó cải thiện rất nhiều. Anh thấy rất là tốt. Nói chung là đến thời điểm từ lúc nhận giao xe tới bây giờ là anh rất yên tâm và rất hài lòng về cái dịch vụ bên mình. Cảm ơn anh ạ.